Những sự thật đáng kinh ngạc, những câu chuyện chưa từng được tiết lộ, tất cả sẽ có tại Thế Giới Bí Ẩn. Giải mã bí ẩn, tại sao người chết sau 49 ngày mới đi đầu thai? Trần Thế thường quan niệm rằng, trong thời gian khoảng 49 ngày, người chết vẫn còn ở trong ngôi nhà với một linh hồn có thể biết được suy nghĩ, tiếng nói và việc làm của những người trong gia đình. 1. Khi con người đã chút hơi thở cuối cùng để về với đất mẹ. Khi con người đã chút hơi thở cuối cùng để về với đất mẹ, như vậy liệu đã hết không? Chết có phải là hết? Tại sao người Trần lại cho rằng trong 49 ngày, linh hồn người đã khuất thường trở về nơi mình sinh ra và chỉ sau khoảng thời gian 49 ngày họ mới siêu thoát? Vô vàn những thắc mắc, câu hỏi được đặt ra. 49 ngày được coi là quãng thời gian quan trọng của người đã khuất. Trong khoảng thời gian này, họ rất đau khổ và quyến luyến với trần gian. Nhiều người cho rằng trong khoảng thời gian 49 ngày, người mất vẫn còn ở trong ngôi nhà, với một linh hồn có thể biết được những suy nghĩ, tiếng nói và việc làm của những người trong gia đình. Và sau 49 ngày mất, đa số người mất sẽ được đầu thai thành những kiếp khác nhau. Tuy nhiên, theo kinh Phật thì với những hạng người cực ác hay cực thiện thì không trải qua quãng thời gian 49 ngày mà lập tức sanh về cảnh giới. Ví dụ như hạng người cực ác mang nghiệp địa ngục thì khi chết liền sanh về địa ngục, còn người cực thiện lúc sống tạo nhiều phước lành thì khi chết liền được sanh về cõi trời để hưởng phước, và nếu may mắn được Phật A-di-đà tiếp dẫn thì khi mất liền được vãng sanh về thế giới cực lạc. Với những hạng người thông thường lúc sống làm những điều thiện ác lẫn lộn thì khi chết phải trải qua 49 ngày để phân định nghiệp sau đó sẽ đi đầu thai. 2. Để người đã mất nhanh được đầu thai. Để người mất nhanh được đầu thai, người Trần quan niệm rằng gia đình có người mất nên ăn chay niệm Phật, làm đám ma chay tụng kinh, đặc biệt là kinh Địa Tạng. Sau đó hồi hướng cho người chết thì người chết sẽ được thêm nhiều phước lành mà được sanh về cõi lành. Thời gian này tang chủ cũng nên làm điều thiện và tuyệt đối không được sát sinh, vì sát sinh sẽ làm người chết thêm mang tội và phải giải trình vì các vong hồn của con vật mà ta sát sinh sẽ kiện tụng ở dưới đó, làm cho bị chậm quá trình đầu thai. Trong thế giới tâm linh, nếu người chết muốn đầu thai được thành người trở lại thì hiện kiếp người đó cần thực hiện ngũ giới và tam quy một cách trọn vẹn. Khi còn sống, người đó phải sống không tà đạo, không sát sinh, nói dối, trộm cướp và không dùng những chất kích thích gây nghiện. Riêng những người không tin nhân quả tội phước báo ứng và không có thiện hữu trí thức đi cùng hay chẳng có tâm sám hối khi làm những việc ác báo thì chắc chắn khi thần thức lìa khỏi xác phàm ma vương, quỷ sứ sẽ đến nghinh tiếp về chốn Diêm Đài để trị tội và xét xử. Lúc còn sống, nếu như con người có ý muốn tái sinh trở lại làm người thì với cá nhân ấy nó sẽ dẫn dắt thần thức của mình nghiêng về hướng đó để chọn nghiệp và đầu thai. Nếu trong quá khứ người ấy có tâm luyến ái với kẻ nào nhiều thì chính cá nhân thần thức ấy sẽ ngã về hướng đó. Nó đi tìm cho đến khi nào gặp được giống như ý của nó muốn mà thôi. Thời gian từ khi mất cho đến 49 ngày là thời gian quyết định để thần thức đi đầu thai. 3. Cầu mong người chết sớm được đầu thai. Liên quan đến vấn đề này, một câu hỏi được đặt ra là sau 49 ngày, giả sử người chết chưa đầu thai, liệu có nên gọi hồn hay không? Câu trả lời là không. Bởi lẽ sau chết, con người ta quên sạch quá khứ. Thứ hai là người chết tự nhiên hoang mang hay lưu luyến thân xác cũ và người thân. Đáng lẽ nên đi đầu thai để có cuộc sống mới thì lại cứ vất vưởng lang thang. Cộng thêm việc người thân gọi hồn, làm níu kéo càng chậm trễ việc đầu thai. Thay vì gọi hồn thì hãy cầu mong người chết sớm được đầu thai, và đầu thai vào cõi tốt thì hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng mình. Đừng quên like và subscribe để ủng hộ chúng mình các bạn nhé.